Tâm tài xế chào cả nhà, mời cả nhà cùng Tâm tài xế đi ngắm cái bơ, sầu riêng, dừa. Ở đây có một khu vườn khá là nhiều hoa quả trái nha cả nhà. Hello cả nhà. Cái mặt của tài xế móc, mặt móc của Tâm tài xế nè cả nhà. Này đi lên Đắk Nông rồi dẫn dẹp quay mấy cái cảnh qua lá cành rồi cây trái rồi cho cả nhà ngắm chơi cả nhà. Thì mít là khu vườn này là 20 hecta cả nhà, có suối bao quanh. Bên kia là mấy cây sầu riêng đang rau hoa. Chuối, xài. Hai tài xế nghe tiếng suối rồi mới nè, suối chảy róc rách dưới.
Đây là người mất thùng. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video lần sau nha cả nhà. Bye bye.